Leo xin chào tất cả các anh em. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đánh vua sói Bắc Phong, lãnh chúa Lang Lãnh Andreas. Tên của con vua sói này. Để khiêu chiến được với lại vua sói thì chúng ta cần phải thực hiện cái nhiệm vụ của cái con Razor ở cái vùng đất Lang Lãnh đó các anh em. Mình không nhớ chính xác là khoảng cấp độ bao nhiêu thì nó bắt đầu nó xuất hiện cái nhiệm vụ phụ Razor đó. Nhưng mà chắc chắn là trước cấp độ 24 rồi. Và cái cốt truyện của nhiệm vụ phụ đó là mình sẽ đi cùng với lại Razor và tìm hiểu về Razor, một cái thanh niên được sói nuôi dưỡng và có sức mạnh vô song của sói. Và đồng thời sau khi mà thử sức với lại vua sói thì vua sói đã hứa các bạn có thể quay lại đây và khiêu chiến bất cứ lúc nào. Ok, đầu tiên mà để khiêu chiến với boss thì các anh em mạnh thì mình không nói rồi, còn các anh em nào mà chưa mạnh á thì mình sẽ chế các búp bằng các món ăn. Thì ở đây nó có búp của túi thập cẩm vĩ ngọc nè các anh em, nó tăng rất là nhiều cái chỉ số tấn công. Nếu mà ban đầu các anh em ngay giai đoạn đài này chắc là khoảng chừng đâu đó 500 tấn công thôi, thì cái búp này nó có thể tăng đến gần ở đây là 300. Mà nếu như mà nó hoàn mỹ, và con boss sói này chủ yếu là nó sẽ tấn công cái thuộc tính băng, một ít phong, một ít vật lý nữa, nhưng mà chủ yếu là tấn công băng. Nên nếu anh em nào thích thì mình có thể chế cái đồ kháng băng. Nhưng mà thực chất thì chắc cũng không cần đâu các anh em. Ok, và sau khi mình dịch chuyển tới gần cái vị trí Lang Lãnh, mình leo lên và mình nhảy xuống thì mình sẽ khiêu chiến với lại vua sói Arius. Ở đây là mình đang co-op thì cái con boss vua sói này thì chúng ta có thể co-op, nó khác với lại con boss phong long là chúng ta không có khả năng co-op mà buộc chúng ta phải solo. Thì cái con boss này chúng ta được co-op cùng với lại đồng đội và khá là thú vị. Mình thử co-op thì mình thấy là nó đánh dễ dàng hơn rất nhiều so với mình đánh solo các anh em. Mình đang giữ cái vị trí bơm máu, mình dùng con Papara. Sau khi mình sử dụng kỹ năng và mình đánh thường thì nó sẽ hồi máu cho đồng đội. Và kỹ năng cuối của con Barbara bơm rất nhiều máu, gần như là mình bơm một phát là đầy bình máu luôn các anh em. Thì cái kỹ năng cuối và cái kỹ năng bơm máu của con Barbara nó phụ thuộc vào cái lượng máu tối đa của nó. Vì vậy cho nên là các anh em nên đeo những cái thánh dị vật và vũ khí nó tăng cường máu cho con Barbara. Đó, thì con Barbara nó là một con khá là trâu với lại cái lượng máu lớn và nó đánh nó bơm khá là nhiều máu nếu như mà cái lượng máu nó lớn. Ok, mình đánh, các anh em nhìn thấy nó bơm máu liên tục cho đồng đội kìa. Đồng đội mà vô tư mà tăng con boss luôn. Và con boss nó hệ phong mà nó gặp đồng đội hệ hỏa nữa thì thôi, nó bó tay rồi. Mình đổi Mona để mình hỗ trợ đồng đội. Và các anh em để ý, Mona đánh nó vẫn tạo ra những cái quà cầu thủy và nó vẫn tăng cái thanh nộ cho con Barbara. Vì vậy cho nên là Mona đánh thì Barbara vẫn có thể ra được cái tuyệt chiêu cuối một cách bình thường các anh em. Ok, và đến khi mà chúng ta đánh khoảng chừng nửa máu á, thì cái con boss sói nó sẽ chạy 3 vòng. Các anh em né thôi, mình không có làm gì được nó lúc này hết á. Cứ đứng đó mình chơi và khi mà nó tới thì nó lao tới, nó tạo thành một cái đường thì mình trượt mình né thôi, nó cũng rất là dễ. Và cái đòn thứ ba của nó là nó sẽ nhảy từ trên cao nó dầm xuống, thì nó sẽ hiển thị cái vùng nó nhảy xuống trước. Đó, mình canh ở cái vùng đó và mình bắt đầu mình tấn công. Ok, và con boss sói nó bắt đầu nó gồng lên thêm thuộc tính phong nữa, bắt đầu nó đánh điên rồi các anh em. Lúc này nó không chạy nữa và nó sẽ đứng nó solo với chúng ta luôn. Ok, và các anh em né những cái đòn mà từ trên dọng xuống thôi. Mình cứ trượt mình né những cái đòn từ trên dọng xuống và mình tấp nó. Thì nếu có đồng đội nó đã tăng phụ mình rồi thì mình đứng từ xa, mình chỉ cần dồn đam, mình bơm máu healer cho đồng đội thôi. Thực sự ra đánh con bố sói mà này, nếu mà co-op thì nó đúng là nó đánh rất là sướng các anh em. Gần như mình không có cần phải né gì hết. Đồng đội mình thì nó tăng rồi, còn mình thì cứ đứng đằng sau mà mình chọt thôi. Vì vậy cho nên nếu anh em nào mình chưa có đánh cái con bố sói này ngày hôm nay thì các anh em nhớ đánh đi nha. Tại vì hôm nay là ngày cuối tuần và ngày mai là con bố sói nó sẽ reset lại. Và con này nó rớt khá nhiều những cái phần thưởng giá trị ngay giai đoạn đầu của game. Và sau này nó cũng sẽ rớt ra những cái đồ rất là ngon. Thậm chí nếu may mắn nó sẽ rớt ra cả phôi của vũ khí nữa. Vì vậy cho nên anh em nào chưa đánh boss sói thì mình tấp ngay đi ha. Còn nếu như mà mình lười đánh quá thì mình gọi thêm đồng đội 3-4 người nữa à, chúng ta cùng nhau ở trên các diễn đàn hoặc là trên các nhóm đó, chúng ta cùng nhau chúng ta đánh boss sói vào ngày hôm nay đi.
Còn anh em nào mà chưa có làm cái nhiệm vụ lang lảnh thì mình tranh thủ mình làm đi, là mình sẽ có cái nhiệm vụ bút sói này và mình sẽ cùng nhau mình hạ nó. Nếu anh em nào mà cấp thấp thì mình chịu khó mình cắn búp nhiều vô đó, mình cắn búp nhiều vô và mình cắn máu đó. Ok, nhìn chung con bốt sói này nó không có quá khó như là con bốt phong long đâu các anh em. Ngày xưa thì con bốt sói này nó khó nhất trong cái đàn bốt, nhưng hiện nay thì con bốt sói này nó dễ hơn là con bốt rồng phong long. Ok, như vậy đánh bốt sói chủ yếu chúng ta cần phải né những cái đòn tấn công và sau đó chúng ta phản công lại, hồi máu liên tục. Và nếu mà có thể thì các anh em hãy đi co-op hợp tác cùng với bạn bè, thì cái việc tiêu diệt bố sói này nó vừa hấp dẫn hơn và nó vừa đơn giản hơn rất nhiều. Ok, một tuần các anh em chỉ nhận được một lần phần thưởng thôi, và bởi vì mình đánh rồi nên là mình sẽ không được nhận được khi mà mình đánh hỗ trợ đồng đội nữa. Và nhớ là trước 2 giờ sáng ngày hôm nay thì các anh em tranh thủ mình giết con bố sói này đi nha. Bye bye tất cả các anh em, và hẹn gặp lại tất cả các anh em ở những cái video sau.